bộ cho các bác nhà mình một kho hàng điện máy, máy móc và dụng cụ đồ nghề hôm nay với mức giá siêu rẻ cho các bác nha. Đây, hôm nay thì em về được một cái lô súng bắn đinh hạt nổ các bác ạ. Với cái sản phẩm này khi mà các bác ra ngoài thị trường mua thì với mức giá phải là 350 đến 400 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá rẻ, chỉ ngang một nửa giá thị trường thôi. Đây các bác nhìn cho em cái mẫu này, nó sẽ là mẫu đẹp hàng hộp cam này. Đấy, nguyên hộp như thế này cho em nha. Với cái sản phẩm này thì sẽ là đây, một máy này. Trong này sẽ có một đôi găng tay, một cái kính cho các bác này. Đây, một lọ dầu này. Đấy, và ba cái món phụ kiện như thế này các bác nha. Đây, ba cái món phụ kiện như này, đầy đủ như thế này đi theo cho các bác này. Và là đủ bộ rồi, cứ thế là các bác xài thôi. Cái máy này thì chưa có theo đinh nha. Nếu như mà bác nào ở nhà, anh nào mà chưa có đinh á thì mình sẽ báo nhà em để mua thêm đinh. Nếu mà các anh mà cần mua đinh này, em sẽ gửi cho các anh cái loại đinh này này. Đây, cái mẫu đinh này nha các anh nhá. Đinh này sẽ là loại đinh là phổ thông nhất mà các anh dùng nhiều nhất này. Cái đinh này thì em sẽ gửi tặng các anh, giá nó chỉ 1.500 cho một cái đinh như thế này thôi. Nếu như mà canh mà mua nguyên một hộp như thế này thì nó sẽ là 200 cái. Nhưng mà anh nào mà mình không muốn mua nguyên hộp, mình có thể mua lẻ 10 cái hay là 20 cái, 50 cái, 100 cái là tùy theo nha mình nhá. Còn với cái bộ súng này hôm nay là em sale tặng cho tất cả các anh này, giá chỉ có là 260.000 đồng thôi. 260.000 đồng để anh em mình nhận về là nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này cho em. Máy của Kutan, hàng công ty và hàng chính hãng luôn anh em ạ. Với cái sản phẩm này nhá, anh em nào mình chốt đơn nhá, nhớ gọi cho em là máy bắn đinh hạt nổ hộp màu cam. Đấy, gọi cho em là loại hộp màu cam, gọi cho em là máy bắn đinh hạt nổ hộp màu cam. Giá chỉ có 260.000 đồng thôi. Mức giá cực rẻ, giá cực hời cho tất cả anh em mình. Và bây giờ qua tiếp bên đây. Đây, hôm nay là em sẽ sale cho anh em mình là hai cái mẫu thân máy của Kutan. Đây, hai cái mẫu thân máy màu xám, một mẫu là thân bu lông, một mẫu là thân chuyên vít. Đầu tiên là em sẽ thử cho anh em mình là cái thân bu lông trước nha. Thân bu lông này sẽ là thân bu lông của Kutan mã X4IMB, hàng phiên bản mới nhá. Cái mẫu này anh em mình sẽ điều chỉnh được 3 tốc này. Đây, để em sẽ thử máy nhá. Máy này sẽ sử dụng chân bi phổ thông này. Và anh em mình nắp bi như thế này. Đây. Đó, điều chỉnh cho em là 3 tốc này. Đây sẽ là tốc 1 này, lên tốc 2 này, tốc 3 này. Đó. Thân máy này thì sẽ có lực xiết là 330 N và hàng logo dập lửa của Kutan. Mẫu này thì sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rộng nhá, ở giữa có lỗ lục giác cho nên là anh em mình có thể sử dụng mình ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít được, khoan tường được cho em. Máy thì sẽ sử dụng motor từ không chổi than và có đảo chiều máy cho anh em mình điều chỉnh 3 tốc độ nhanh chậm. Và hôm nay thì với mức giá chỉ có 450.000 đồng thôi. Anh em mình mới chốt nha, gọi cho em là thân bu lông Kutan X4 loại màu xám, giá 450.000. Đây là bu lông nhá. Hoặc anh em có thể tham khảo thêm cái thân chuyên vít như thế này. Cái thân chuyên vít này thì thật sự luôn này, rất là nhỏ nhẹ để dành cho anh em mà. Nếu mà anh em muốn nhẹ này, làm không bị mỏi tay thì anh em hãy sở hữu cái mã này. Cái mã này thì nó sẽ là đầu chuyên vít nha, giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Và con này thì nó sẽ có lực xiết là bao nhiêu đây, 55 N cho em. Cũng là hàng chân bi phổ thông và máy không chổi than nhá. Đây, để em sẽ thử máy cho anh em mình xem này. Đó, anh em nào mình chốt cái này nha thì gọi cho em là thân máy bu lông pin của Kutan loại màu xám, giá cũng chỉ có 450.000 thôi. Nếu mà anh em mình mua thân máy thì là không theo pin, nhưng mà anh em làm ở nhà mà chưa có pin thì mình có thể báo nhà em để tư vấn cho canh tất cả các loại pin. Đấy, ví dụ hôm nay mà canh mua những cái quả pin 10 cell của Mazda như này, pin châu chân phổ thông này mà giá có 170 thôi, bên em sẽ có nhiều phân khúc pin cho anh em mình lựa chọn, pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell. Đấy, anh em nào mình cần cái mẫu pin nào thì cứ báo bên em. Còn thân máy thì hôm nay thì giá quá là rẻ, giá quá là hời rồi. Và đây, ở đây thì sẽ là một cái thân máy bu lông của Gretman. Nếu như mà anh em làm nhá, mình mà cần những cái thân máy mà nó có lực xiết mạnh thì anh em có thể tham khảo mã này cho em. Con này lực xiết của nó sẽ lên tới là bao nhiêu? 500 N anh em nhá. Lực xiết của nó sẽ là 500 N, nó sẽ là hàng lực xiết mạnh. Và đây, đầu bu lông phần 2, đầu rộng nhá. Máy cũng là máy không chổi than này cho em này. Đó, máy không chổi than cho em này. Có điều tốc nha. Đấy, con này sẽ có hai nút điều tốc nha anh em nhá. Điều chỉnh hai tốc độ cho em. Ở đây sẽ có nút đảo chiều này. Máy là máy không chổi than, sử dụng motor từ và hàng logo dập lửa của Gretman. Cho nên mã này anh em gọi cho em là thân máy bu lông Gretman màu xanh loại 500 N. Đây, để em quay sát màn hình vào đây để cho anh em mình nhìn rõ cái sản phẩm này. Đây, mẫu mã thì thật
sự là cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn cho em. Hàng logo dập nổi đây này anh em này. Đấy, logo dập nổi như này cho em. Đấy, phía sau nó dập nổi hết như này. Đây, đó, hàng chính hãng của Gretman nha. Anh em mình xài là cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Đây là những cái bộ lén dây đồng các bác nha. Cái đợt này thì bên em về cái số lượng rất là nhiều và có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác này. Với cái bộ lén dây này thì các bác nhận về là sẽ có 4 kích thước nhá, 4 cái to bé khác nhau như thế này. Và các bác nhìn cho em này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn xịn sò con bò như thế này. Mà thật sự luôn, ngày hôm nay với mức giá rất chi là phải chăng cho các bác. Nếu như mà bác nào mình làm thợ điện cơ này, mình sửa chữa quấn motor thì các bác lên có một cái bộ trải như thế này. Đấy, cái bộ này thì bên em gọi là bộ lén dây các bác nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng để lén dây cực kỳ là ngon luôn. Đấy, với những cái bộ lén dây này á, nếu như mà bác nào mà quấn motor mà các bác không có thì nó là một cái sự sai lầm rất chi là lớn. Nếu như mà các bác chỉ cần có một cái bộ lén dây như thế này thì các bác sẽ tiết kiệm được khoảng tầm chừng 1/3 thời gian để các bác quấn được một con máy motor bơm nước nha. Và ngày hôm nay thì với nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này, có 4 kích thước như thế này mà giá em sale bán tặng gửi tới tay tất cả các bác chỉ với mức giá 250.000 thôi, 250.000 đồng thôi, và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship cho em nhá. Đấy, với những cái bộ lén như thế này này thì khẳng định các bác là mua một lần mình dùng mãi mãi, mua một lần dùng mãi mãi các bác nha. Cực kỳ là xịn sò luôn, chỉ bỏ với mức giá 250.000 đồng mà để các bác có thể mua được nguyên một bộ như thế này. Một bộ nó sẽ là 4 cây nhá. Đấy, một bộ là 4 cây như này, và cái bộ này nó sẽ là cái bộ mà bác nào cũng có thể dùng được. Ngoài ra thì em sẽ có những cái bộ mà dài hơn như thế này. Những cái bộ dài hơn là để các bác quấn những cái motor 3 pha đấy, những cái động cơ to mà cái thân motor nó dài ấy, thì là các bác sẽ sử dụng những cái loại dài như này. Loại dài này thường thì nó sẽ ít mình ít phải dùng đến nhá. Nhưng mà cái loại ngắn này này, cái loại mà ở cái mức 250 này thì các bác nào cũng lên dùng. Đấy, cái mẫu to này thì cái giá của nó sẽ cao hơn một chút. Nếu như mà các bác cần những cái lén cỡ to như này thì báo em này. Còn bình thường là các bác chỉ lấy cái bộ lén 3 cái, 4 cái. Đấy, cái này các bác gọi cho em là bộ lén dây 4 cái nhá. Bộ lén dây 4 cái, giá chỉ có 250.000 thôi và sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Đấy, bác nào mà đang cần, đang có nhu cầu, quan tâm, muốn đặt mua sản phẩm này thì các bác có thể nhanh tay liên hệ. Với những cái thời điểm trước nó cháy hàng, không có hàng nhá. Rất là nhiều bác quan tâm và hỏi em nhưng mà không có hàng. Bây giờ thì hàng đã về kho rồi. Hôm trước bác nào mình chưa đặt được hàng thì mình nhanh tay nhá. Hôm nay em về được một cái lô máy cắt cầm tay, phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất cho các bác nhà mình, máy mài của Barot. Đây các bác nhìn cho em này, với thiết kế máy nha, sẽ là hàng công tắc gạt đuôi này, siêu bền công tắc luôn cho em. Chổi than là bên ngoài, lay mai các anh tự thay than rất là dễ nhá. Máy thì sẽ là máy một tốc nha anh em nhá. Máy một tốc như thế này. Máy này thì sẽ không thiết kế tay cầm máy mà sẽ đi theo cho anh em là một cái ốp bảo vệ lưỡi này và một cái tay mở lưỡi cắt như thế này. Và đặc biệt này, máy sẽ là dùng điện trực tiếp 220V, công suất cực đại lên tới là 850W này. Vòng tua sẽ là 11.000 vòng trên 1 phút. Và một cái điều quan trọng nhất là ngày hôm nay các bác mua được cái giá rất chi là hời luôn. Đấy, với một con máy cắt cầm tay mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất luôn cho em. Bác nào hôm nay chốt đơn mã này thì gọi cho em là máy mài đỏ của Barot. Đấy, giá em bán tặng chỉ có 350.000 đồng thôi. 350.000 đồng thôi và em miễn phí ship toàn quốc. Nhận hàng anh em mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đấy, các anh nhìn cho em này, cái thân máy này to, khỏe, đẹp và chắc chắn như thế này luôn. Cho em cầm một vòng tay của em chưa hết con máy. Đấy, chứng tỏ là cái rồ nó rất chi là to, ruột dài cho em nha. Đấy, và chốt đơn nhớ các bác gọi đúng tên mã sản phẩm cho em. Hôm nay em về số lượng nó có khoảng tầm độ 20-30 chiếc thôi. Cho nên là bác làm mình nhanh thì mình sẽ chốt được cái mã này. Đấy, nhớ nhá, chốt đơn nhớ các bác gọi cho em là máy mài điện màu đỏ của Barot nha. Giá thì chỉ có 350.000 đồng thôi. Rẻ ơi là rẻ, lại còn được hỗ trợ miễn phí ship các bác ạ. Bên em còn vài cái bộ máy khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda, hàng chính hãng như thế này. Đây em sẽ mở cho các bác nhà mình xem này. Trong cái bộ sản phẩm này các bác nhận hàng về thì nó sẽ có rất là đầy đủ luôn. Và cái mẫu máy thì cái đợt này nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây sẽ là một con máy khoan đa chức năng luôn. Các bác nhìn cho em này, sản phẩm đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc như thế này. Dòng sạc của nó sẽ là sạc bàn này, pin là pin trâu, pin 10C và chơi pin phổ thông. Đi theo có một cái tay cầm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào đây để thử máy cho các bác nhà mình được cùng xem nhá. Cái dòng này nó sẽ là dòng 3 chức năng các bác ạ. Đây này, 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 13 ly tự xiết. Và con máy này thì sẽ sử dụng làm motor từ không thổi than.
hàng đa chức năng này, phù hợp với rất là nhiều các bác thợ này, phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá phải nói rằng là rẻ như cho luôn. Bác nào ở nhà có sẵn pin rồi mình mua thân máy nhá. Pin này sẽ là pin phổ thông cho nên là nhiều bác ở nhà có pin sạc rồi thì mình mua thân máy này. Thân máy thì sẽ không theo vỏ hộp thì giá của nó chỉ có là 499.000 thôi. Nhưng mà bác nào mình chưa có pin thì mình sẽ mua nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này thì giá chỉ có 799.000. Với mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn, để em gửi tặng tới tất cả các bác và sẽ hỗ trợ là miễn phí ship hoàn toàn cho toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Nếu mà chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda nhá. Các bác nhớ này, mình mua phân khúc thân máy hay là chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em là mình sẽ có đơn hàng thành công các bác. Hôm nay thì bên em sẽ về hai cái mạ máy bắn cốt 5 tia xanh của Hukan và hàng chính hãng. Sẽ có hai model để cho các bác nhà mình cùng tham khảo và lựa chọn nha. Em sẽ về cái model mã T20 và T22. Hai cái mã này thì các bác sẽ đều có theo một cái chân 1m2 đi kèm như thế kia. Và đây em mời các bác sẽ tham khảo hai cái mẫu máy này. Hàng cực kỳ là chất lượng, đẹp và chắc chắn luôn, bao xài cho tất cả anh em thợ là công trình. Hàng 5 tia xanh và siêu sáng siêu led anh em ạ. Cái mã này sẽ là mã T20 anh em nhá. Một bộ sản phẩm thì anh em sẽ bao gồm những cái này. Đấy, có một cái hộp đựng máy này, hộp nhựa nha. Máy đây bao đẹp luôn. Đi theo máy sẽ là hai quả pin. À, cái này nó sẽ là một quả pin và một cái vỏ pin anh em nhá. Sẽ là một quả pin trâu và theo kèm một cái vỏ pin như này để về lấy mai anh em mình sẽ dùng pin tiểu nha. Và thêm một cái sạc này, một cái kính đeo mắt như thế này nữa này. À, cái này anh em mình nắp pin vào và bật công tắc lên. Đấy, hàng 5 tia xanh nha. Tia của nó cực sáng, cực led và cực đẹp luôn cho em. Mã này thì hôm nay với mức giá em bán tặng chỉ với mức giá là 699.000 đồng thôi. Anh em mình sẽ nhận được nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này và sẽ theo cái chân 1m2 này đi kèm. Đây, chọn bộ thì nó sẽ là nguyên si như thế này anh em nha. Đó, kèm theo tặng cho anh em một cái chân 1m2. Đó, anh em chốt đơn thì gọi cho em là máy bán cốt 5 tia xanh của Hukan mã T20. Với mức giá em bán tặng chỉ có là 699k thôi. Hàng cao cấp hơn thì anh em mình sẽ sang cái mã T22 anh em nhé. Mã T22 thì nó cũng là nguyên bộ như thế này. Có chân 1m2 đi kèm, có hộp đựng máy, có pin, có sạc, có kính. Đấy, nó sẽ là một quả pin trâu đi theo và một cái vỏ pin đi kèm như thế này cho anh em mình. Đây, cái mã này thì anh em sẽ bật công tắc lên này. Đó, hàng là hàng lút cảm ứng hết nha. Hàng lút cảm ứng nha anh em ơi. Mức giá thì rất chi là rẻ, rất chi là hời luôn. Và với cái mức giá này thì thật sự luôn là trên thị trường anh em mình sẽ không bao giờ mua được cái mức giá ok như thế này. Hôm nay thì đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai, anh em sẽ chốt được mã sản phẩm máy bán cốt 5 tia xanh mã T22 với mức giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 750.000 đồng thôi. 750.000 đồng, hàng 5 tia xanh siêu sáng và siêu led xịn sò con bò như thế này mà giá rẻ quá anh em nhá. Đấy, hai sự lựa chọn cho anh em nhà mình, máy 5 tia xanh hàng chính hãng của Hukan, mã T22 hoặc là T20. Anh em mà ưng cái mã nào, mình chốt cái mã nào thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể lên đơn thành công anh em nhá. Và lên tiếp cho em này, cái đợt này em về số lượng, cái máy khoan pin của Marula. Cái mã này thì sẽ thiết kế là dòng pin 4 cell này anh em ơi. Đây, rất là mạnh nha. Trời ơi các bác ơi, con này thì nó sẽ thiết kế này có 3 chức năng luôn nha. Máy là máy không chổi than và có đèn led báo pin này. Một mã sản phẩm bao gồm cho em một thân máy, hai pin và một sạc, dòng pin 4 cell, sạc bàn và tặng kèm anh em là một cái túi đựng máy như thế này nha. Đấy, có một cái túi đựng máy của Marula hàng chính hãng như này cho em. Rồi, túi siêu to luôn anh em ơi. À, hôm nay thì chốt cái mã này anh em gọi cho em là máy khoan pin 4 cell của Marula với mức giá em bán tặng là bao nhiêu ạ? 599.000 đồng. Con máy này mà anh em làm thạch cao thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Cực kỳ là khỏe mạnh mẽ nhá. Cái đầu này sẽ là đầu 10 ly nhá, nó sẽ là đầu kim loại nhá, đầu kim loại. Và máy sẽ có 3 chức năng này, điều chỉnh được 2 tốc độ nhanh chậm và sẽ có 20 cấp độ trượt như thế này. Hàng logo dập nổi Marula trên thân máy, hàng chính hãng, hàng công ty, lên là sẽ bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Anh em chốt mã này nhớ gọi cho em là máy khoan pin 4 cell của Marula với mức giá em bán tặng chỉ có 599k thôi nha. Lõi lọc nước hôm nay bên em về nhiều các bác nha.
sẽ có loại đa lăng và loại aqua để phục vụ cho tất cả các bác. Đây sẽ đều các bác mua loại đa lăng này hay là loại aqua nó cũng vẫn sẽ lắc vừa cho nhau, sẽ là những cái hàng lõi lọc nước đa lăng mà các bác sẽ lắc vừa được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy aqua này đến Kangaroo này hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắc vừa. Và bây giờ thật sự luôn các bác là chia sẻ các bác là cái nguồn nước thì rất là quan trọng các bác nha. Đấy, và với những cái lõi lọc nước như thế này, nếu mà mỗi một lần các bác thay á, các bác gọi thợ đến thì cái công ngày công của thợ bây giờ rất chi là cao. Mỗi một lần thay chỉ cần thay một bộ lõi lọc nước thôi các bác cũng đã mất mấy trăm nghìn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình chiên bán tặng cho các bác. Cái này thì em xỉ các bác thợ mua rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ quyết định là tri ân tương tác tới tất cả các bác này. Các bác có thể mua lẻ, mình mua một bộ, hai bộ. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là các bác mua lẻ nhưng mà vẫn được tính tiền ngang với giá xỉ so với các bác thợ mua hàng chục bộ, hàng trăm bộ các bác nha. Các bác có thể lựa chọn cho em mua bộ 3 quả này hoặc là 4 quả. Em sẽ có cái mẫu này là mẫu đa lăng này. Đây, cái mẫu này là mẫu 3 quả lõi lọc nước đa lăng số 1, số 2 và số 3 đây. Đấy, bộ 3 quả đa lăng như thế này. Hôm nay giá chỉ có 100.000 đồng thôi các bác nha, 100.000 đồng cho bộ 3 quả lõi lọc nước số 1, 2, 3 như này. Giá là 100.000 và sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn cao cấp hơn ý, thì là các bác lấy sang hàng Aqua. Đây, Aqua nó là cái hàng này. Aqua là một bộ 3 quả như này, số 1, số 2 và số 3. Giá của nó sẽ là 150.000 và cũng sẽ được hỗ trợ miễn ship nhá. Đây là bộ lõi lọc nước 3 quả nhá. Ngoài ra nhá, cái riêng em nhấn mạnh các bác là riêng cái quả số 1 này này, cái quả số 1 này là các bác hay phải thay nhiều nhất, bởi vì là với cái quả số 1 này này các bác chỉ tầm độ 2 tháng, 3 tháng là các bác đã phải thay một lần rồi. Nếu như mà các bác muốn mua riêng thêm cái quả số 1 này, quả số 1, số 2, số 3, nếu bác là muốn mua riêng quả nào thì các bác có thể báo bên em để mình có thể mua riêng thêm. Còn mua nguyên một bộ như này 3 quả thì giá nó rất là rẻ. Và đây là bộ 3 quả nhá. Ngoài ra em có cả cái quả số 4, có cả quả số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Đấy, nhưng mà thường ấy thì là các bác hay thay cái bộ 3 quả này nhất. Đấy, bộ 3 quả là mình sẽ phải thay thường xuyên thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước nó sẽ an toàn khi mình sử dụng các bác nhá. Đấy, hôm nay thì lõi lọc nước là bên em về cái số lượng nó rất là nhiều, cho nên là một cái chương trình tri ân giảm giá cho các bác đấy. Mua lẻ mà được tính tiền ngang với giá xỉ, cho nên là các bác nhà mình nhanh tay, mình có thể mua bộ của đa lăng này hay là bộ của Aqua. Đấy, các bác có thể mua bộ 3 quả hoặc 4 quả nha. Thường là em thấy các bác là hay mua bộ 3 quả. Đấy, có hai mức giá cho các bác này, 100k hoặc là 150k, được hỗ trợ miễn ship, nhận hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Hôm nay em lại có một cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời để gửi tặng tới tất cả anh em nhà mình. Một bộ máy khoan bê tông hàng chí hãng của Dalot anh em nha. Hôm nay thì một số lượng hàng mới đã cập bến về kho anh em ạ. Với một cái số lượng hàng cực lớn và với một cái mức giá gọi là siêu rẻ luôn. Ngày hôm nay cái hàng này mới về kho thôi, nhưng mà em sẽ có một cái chương trình tri ân bán tặng để gửi tới tất cả các bác khách hàng. Một cái con máy phải nói rằng là đẹp và chắc chắn, hàng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ cho em các bác nha. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình có thể nhìn thấy rõ cái sản phẩm này khi mà anh em mình nhận về sẽ bao gồm những cái gì nha. Và con máy thì sẽ cam kết khẳng định anh em mình hàng ngon, máy khỏe, dành xài cho anh em thợ làm công trình ok nha. Hà công ty hàng chính hãng, dây đồng 100% anh em ạ. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ không thiết kế hộp nhựa mà sẽ là thiết kế hàng hộp giấy như thế này anh em nha. Đấy, thiết kế hàng hộp giấy để có thể đóng gói vận chuyển để gửi tới anh em mình ok. Và đây sẽ là một con máy hàng công ty hàng chính hãng của Dalot. Dalot thì nó sẽ là anh em của cái thằng thương hiệu Hukan nha các bác nha. Đấy, là của công ty chính hãng Huka luôn. Và đây là một cái mã sản phẩm mà mới ra mắt thị trường và đang có một cái mức giá rất chi là cạnh tranh luôn. Ngày hôm nay thì những anh em nào mình đang trực tiếp theo dõi, may mắn theo dõi được cái video này thì anh em mình hãy nhanh tay đặt đơn hàng sớm là mình sẽ có đơn, bởi vì là số lượng không có nhiều đâu anh em nha. Em chỉ về được vài trăm bộ thôi, và khi mà hết hàng một cái là bị cắt nguồn hàng rồi, nó sẽ không có nữa đâu. Đấy, không có hàng các bác nha. Cái này sẽ là cái sản phẩm mà em sẽ tri ân tương tác để gửi tặng các bác, cho nên là cái số lượng là chỉ về một lô duy nhất thôi, hết một cái là nó sẽ không có hàng nữa. Cho nên là anh em nào mà mình đang có nhu cầu, mình đang muốn tìm mua một con máy khoan bê tông gọi là hàng ngon bổ và rẻ, thì anh em đừng bỏ qua cái mã này nhá. Nhận về thì anh em mình sẽ có một máy và một tay cầm như này đi theo. Dòng máy sẽ là máy 3 chức năng nha, có đảo chiều này, đầu mũi khoan 2-26 anh em ạ. Và đặc biệt máy sẽ có công suất cực đại lên tới là 1010W nha.
em sẽ quay chi tiết cho anh em mình có thể nhìn rõ về cái sản phẩm này. Nó sẽ đẹp từ mẫu mã này đến chất lượng này cũng như là giá tiền luôn anh em ạ. Hôm nay để có thể sở hữu được một con máy khoan bên Tâu Hà, công ty hàng chính hãng, mà thật sự các bác là giá rẻ hơn một con máy khoan hàng chợ. Một con máy khoan hàng chợ bây giờ các bác mua cũng đã tầm 700, 800, 900 nghìn. Ngày hôm nay để mua một con máy khoan hàng công ty hàng chính hãng như thế này mà với mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ với 580.000 đồng thôi, 580.000 đồng thôi, và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho anh em mình. Nhận hàng thì anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và anh em mình yên tâm là khi mà đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai thì anh em mình đặt hàng này chưa cần phải đặt cọc nha, chưa cần phải chuyển khoản tiền trước nha, anh em cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Cho nên anh em mình cứ yên tâm là người thật việc thật, em giới thiệu như nào máy móc đến các bác nhận nó sẽ y chang lại như vậy. Đấy, nhận hàng anh em mình kiểm tra này, đúng chất lượng, đúng mẫu mã sản phẩm thì mình mới nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là anh em mình cứ nhanh tay, cứ yên tâm mình đặt hàng. Đấy, đặt hàng thì hãy nhanh tay nha, bởi vì là số lượng là không có nhiều đâu anh em ạ. Em nhấn mạnh lại là nó chỉ còn có vài trăm chiếc thôi. Đấy, cho nên là anh em nào mình có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhá. Đợt này á, bên em sẽ còn có rất là nhiều những cái chương trình sale, và tới đây sẽ có nhiều những cái lô hàng mới về, sẽ có những cái mức giá giảm giá này, và sẽ ngoài ra còn có những cái mã sản phẩm mà em đang dọn kho, nó sẽ có cái chương trình thanh lý hàng trưng bày có 1 chiếc 2 chiếc thôi. Anh em mà có nhu cầu muốn săn hàng giá rẻ thì mình hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh, nhớ là bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên, để khi nào mà bên em có những cái chương trình sale hàng giá hời, anh em mình sẽ nhận được thông báo sớm, để mình sẽ có nhiều cơ hội để mua được những cái dòng sản phẩm chất lượng tốt và giá rẻ anh em nhá. Hôm nay mà đặt đơn cái mã sản phẩm này, em mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề, nhớ gọi cho em là máy khoan bê tông của Dalot với mức giá chỉ có 580.000 đồng. Nhanh tay là có đơn, chậm chân chậm tay là hết cơ hội anh em nhá. Túi đựng đồ hôm nay bên em về rất là nhiều các bác nha. Đấy, với một cái mẫu túi này chất liệu vải bố Mỹ cao cấp siêu bền luôn cho em. Cái túi này để phục vụ cho các bác thợ chuyên nghiệp mình đựng dụng cụ để đi làm thì cực kỳ là ok luôn. Hoặc là gia đình đi du lịch nghỉ mát các bác có thể sử dụng để đựng quần áo đi chơi, rất là tuyệt vời luôn. Cái chất liệu của nó là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp các bác nha. Đẹp sắc nét từng đường kim và mũi chỉ cho em. Ở đây nó sẽ có cái logo may này, logo Daikin hoặc là Panasonic. Và em sẽ gửi tới các bác là có 2 size nhá. Cái túi này là túi size đại nha các bác. Túi size đại sẽ có mức giá chỉ có 260 ngàn thôi. Và kích thước của túi sẽ là cao 32, dài 48 và rộng 22cm. Bác làm muốn nhỏ gọn hơn thì mình lấy túi size chung nhá. Túi size chung giá của nó sẽ là 230 nghìn và có kích thước là cao 25, dài 42, rộng 20cm. Đấy, thiết kế của túi này này các bác có hai cái dây xách tay nha. Hai cái dây xách tay này. Đấy, rất là đẹp luôn cho em nha. Và sẽ có một cái dây đeo vai như thế này. Hai dây xách tay và một dây đeo vai. Ngoài ra thì có rất là nhiều ngăn cho các bác này. Một ngăn to này. Đấy, một ngăn to, có một ngăn phụ ở đây nha. Trong này có một ngăn phụ đấy ạ. Mặt trước là các bác có hai cái ngăn kéo khóa như thế này nha. Đấy, mặt sau là cũng có hai ngăn kéo khóa luôn. Đây, mặt sau là hai ngăn kéo khóa này. Bên sườn là mỗi bên có một ngăn nha. Đây nha các bác nha. Đó. Rất là nhiều ngăn để cho các bác thoải mái chia đồ này. Và đặc biệt nhìn cho em cái đáy túi đi ạ. Cái đáy túi thì sẽ được đan dây rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn nha. Các bác sử dụng không bao giờ lo bị bục rách nha. Cực kỳ là bền luôn cho em. Và các bác nhìn cho em cái mẫu túi này. Đó. Cực kỳ là ok, xịn sò lắm các bác ạ. Hôm nay thì bên em về cái số lượng rất là nhiều đấy ạ. Và với cái mẫu túi này thì cam kết khẳng định các bác sẽ là một cái mức giá rẻ nhất, giá tốt nhất thị trường. Đấy, với cái mẫu túi này nhá, bên em sẽ là mẫu túi hàng chuẩn xịn loại 1. Khi mà các bác mua ngoài thị trường ấy, một túi size đại nó đã có mức giá 350 rồi ạ. Hôm nay thì đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai, một cái túi size đại chỉ với mức giá có 260 ngàn đồng thôi. Và lại còn được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc luôn các bác nha. Đây, bác nào mình ưng cái size nào thì mình có thể lên đơn đặt hàng cái size đó cho em. Để em sẽ quay sát để cho các bác có thể nhìn rõ một lần nữa về cái sản phẩm này. Một chiếc túi đựng đồ nghề siêu 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 đẹp, phù hợp cho mọi người mọi nhà. Đặc biệt là các bác thợ chuyên nghiệp nha, các bác có thể sở hữu cái mẫu túi này để mình đựng dụng cụ đi làm, cực kỳ là ok và tiện lợi nha. Chất liệu đó thì bao bền bao đẹp, và ngày hôm nay thì sẽ bao giá bao rẻ trên toàn thị trường cho tất cả nhà mình nha. Mỏ hàn xanh thì hôm nay lại cập bến về kho rồi các bác nha.
Hôm nay thì em sẽ về kho một cái số lượng lớn, cho nên là sẽ có một cái chương trình bán tặng cho các bác. Thì với những cái mỏ hàn này thì các bác sẽ mua về để mình hàn chì, hàn thiếc này. Và đặc biệt hôm nay thì có cái chương trình tặng cho các bác nha, mua một tặng hai nha các bác, tức là các bác mua một nhưng mà các bác sẽ được ba món luôn. Và cái mỏ hàn này thì sẽ thiết kế này, sử dụng điện trực tiếp 220V như này cho em. Ở đây các bác sẽ có thể tùy chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái này có thể tùy chỉnh nhiệt độ được này. Công suất sẽ là 60W, xài điện trực tiếp 220V rất là tiện lợi luôn đây này các bác. Đấy, mua về để mình hàn chì, hàn thiếc. Hôm nay thì sẽ được tặng kèm cho các bác đầy đủ cho em nguyên một combo như thế này. Đấy, khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh này nhá, thì là em sẽ tặng thêm cho các bác này. Đây, một cái túi đầu mỏ nó sẽ có 5 cái như thế này, để lay mai á, các bác sử dụng lâu ngày là cái đầu mỏ kia nó hư, nó hỏng thì mình sẽ có cái đồ để mình thay thế vào nha. Và đi theo này sẽ được tặng thêm một cái cục nhựa thông như thế này nhá. Đấy, cục nhựa thông nó sẽ trong một cái hộp rất là xinh xắn như thế này này. Đấy, cứ mỗi một máy là sẽ được tặng một cái cục nhựa thông như thế này. Và đây sẽ là một cuộn chì nữa. Đá một cuộn chì này thì nó sẽ có một ít cái chì ở đây để cho các bác về. Thế là các bác đã có đủ bộ để các bác xài rồi. Cứ mỗi một máy thì sẽ được tặng kèm thêm nhựa thông và chì hàn, kèm theo cả đầu mỏ đầy đủ cho các bác. Đấy, tức là một combo nó sẽ tổng thể như này này, 4 món luôn đấy các bác. Đấy, mua một tặng 3 luôn chứ không phải mua một tặng 2 đâu các bác. Đây, mua một cái mỏ hàn nhưng mà tặng kèm thêm 3 cái món sản phẩm như này luôn. Tức là mình mua một mà được 4 nha các bác, mua một mà được 4. Giá thì gọi là giá siêu sốc cho các bác nhà mình. Chốt đơn cái sản phẩm này thì các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên cái phần tiêu đề và trên màn hình, em sẽ để số điện thoại để cho các bác có thể liên hệ đặt hàng được nhá. Đấy, chốt đơn các bác cứ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Với mức giá em bán tặng cho các bác là 99k, quá rẻ luôn, mức giá rẻ bất ngờ luôn, rẻ nhất luôn, không đâu rẻ bằng luôn các bác ạ. Đấy, do là bên em về kho cái số lượng lớn, cái đợt này công ty nó còn có một ít thôi thì em ôm lô lốt, thì cho nên là cái giá thì rất chi là rẻ luôn. Đấy, có 99k thôi mà sở hữu một con mỏ hàn đẹp như thế này. Đấy, các bác cứ mua về hàn chì, hàn thiếc nha, cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì nó sẽ có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn, nên là xài thì cực kỳ là yên tâm các bác ạ. Đấy, bác là chốt thì mình nhanh tay nhá. Đấy, cứ chốt đơn gọi cho em là mỏ hàn xanh với mức giá 99k các bác ạ. Hàng siêu siêu xịn sò, hôm nay có cái chương trình sale giá siêu rẻ cho tất cả anh em mình. Đây là cái thước rút tự hãm 7,5m anh em ơi. Cái thước rút này nó sẽ có thiết kế này, màu trắng rất chi là đẹp luôn. Đấy, nó pha thêm ít màu xanh này nữa. Thước này nó sẽ là hàng 7,5m và nó sẽ là thước rút tự hãm, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn nha, bao xài cho tất cả anh em thợ công trình. Và cái sản phẩm này em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã mua 1-2 cái mua thử nha, là các bác lúc nào cũng phải quay lại mua thêm 5-7-10 cái nếu như mà các bác có nhiều thợ. Đấy, bởi vì là khi mà các bác nhận hàng, các bác chỉ cần cầm cái thước lên, các bác cảm thấy nó cực kỳ là ưng ý. Mà hôm nay với mức giá thì rất chi là rẻ luôn, mức giá chỉ có 50.000 đồng thôi. 50.000 đồng để sở hữu cái thước rút tự hãm 7,5m như này. Đây, để em sẽ mở cho các bác nhà mình xem nha. Đây, cái thước này nó sẽ là hàng tự hãm như này, và các bác nhìn xem này, nó sẽ là hàng có lỗ ban nhá. Đây, hàng có lỗ ban luôn các bác ạ. Đấy, cái thước này thì nó có loại có lỗ ban và không có lỗ ban. Tuy nhiên là cái mức giá nhá, đáng lẽ ra là cái thước tự hãm có lỗ ban này em sẽ phải bán giá cao hơn, nhưng mà em vẫn cứ gửi tặng các bác bằng cái loại thước không có lỗ ban thôi. Đấy, và chốt thì các bác nhớ gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, nhưng mà nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban. Đấy, để nhân viên thì em sẽ biết là cái mã này để gửi cho các bác đúng cái mã này, nó sẽ có lỗ ban, các bác xài là ok nha. Đấy, cái thước này thì các bác nhìn cho em này, nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn đấy, các bác kéo ra như này cho em. Đấy, kéo ra như này. Đấy, kéo rất chi là dài nhưng mà thước vẫn không hề bị gập. Đấy, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Xịn sò con bò như thế này mà ngày hôm nay với mức giá có 50.000. Đấy, các bác lắp lại như này nha. Đó, rất chi là xịn sò, đẹp và chắc chắn lắm. Ngày hôm nay là có cái chương trình sale, hôm nay thì em quyết định mang cái mã sản phẩm này ra, có cái chương trình sale tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác. Nên là bác nào mình đang có nhu cầu quan tâm cái thước này thì mình hãy nhanh tay lên đơn đặt hàng sớm. Các bác gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, loại màu trắng có lỗ ban. Các bác nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban nha. Với mức giá chỉ có 50.000 thôi. Và đặc biệt, bác nào mà có cái đơn hàng 10 thước này thì sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn nếu như mà các bác mua một cái, hai cái thì mình có thể tham khảo, mình ghép chung đơn, đi chung đơn để không bị mất thêm phí ship hàng các bác nha. Mỏ hàn xung cái đợt này bên em về rất chi là nhiều nhá. Cái mỏ hàn này nó sẽ có độ lành tính cao, mỏ đồng, công suất là 100W các bác ạ. Các bác mua về để hàn chì, hàn thiếc, và hôm nay thì em sẽ bán tặng cho tất cả các bác với mức giá chỉ có là 170.000 đồng thôi. 170.000 đồng nhưng các bác sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà. Nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái mỏ hàn này em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng thì các bác cũng đều phản hồi chất lượng cực kỳ là tốt luôn. Giá thành rẻ,
chất lượng ok các bác nha. Đấy, và cái mỏ hàn này thì chưa kèm theo chì hàn với nhựa thông. Nếu bác nào có nhu cầu mua thêm chì hàn và nhựa thông là bên em cũng có. Cái đợt này em về cả chì bún cho các bác này. Đấy, chì bún như này. Mỗi một quận chì bún như này sẽ là 1kg nhá. Các bác có thể mua chì bún hoặc là mua chì tăm. Đấy, chì tăm thì nó sẽ chia ra là mỗi một quận là một lạng. Nhưng mà riêng cái chì bún này thì nó sẽ là một quận, nó sẽ là 1kg luôn. Còn nếu bác nào mà muốn mua một lạng thì em vẫn có thể là tách ra. Bác nào mà mua, các bác mà làm điện tử thì các bác có thể mua chì tăm là cái sợi chì mà nó nhỏ như cái sợi tăm ý. Còn cái chì này là chì bún này, các bác nhìn cho em. Chì bún thì trong này nó có sẵn nhựa thông rồi nha các bác nha. Đấy, chì bún này thì cái sợi chì của nó sẽ to như cái sợi bún mình ăn đấy ạ. Cái này các bác chốt thì gọi cho em là chì bún. Mình có thể lấy nguyên một cân như thế này hoặc là có thể lấy 1-2 lạng cũng được nhá. Nếu mà bác nào lựa chọn chì thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên em để mình mua thêm chì này. Mua thêm chì hàn và nhựa thông nữa là về là các bác xài thôi. Và cái đợt này thì cái giá của nó rất là hợp lý đấy. Bác nào mà chốt đơn thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng các bác nhá. Bác nào mà bỏ qua cái mã sản phẩm này thì thôi tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Hôm nay em sale cho các bác cái lô máy hàn Kenmax nha, hà công ty hàng chính hãng. Đây, với cái con máy thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn như thế này nha. Con máy này thì sẽ có model là ARC200F. Đây các bác nhìn cho em này. Đó, ở đây thì nó là hàng công ty hàng chính hãng nhá. Đấy các bác nhìn cho em, nó có những cái khe hở ở đây này. Các bác nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất trong máy chưa? Đây, những cái sợi đồng của nó rất chi là to luôn. Hàng công ty hàng chính hãng, bảo hành cho các bác làm công trình thoải mái luôn nhá. Nếu mà anh em làm thợ ấy, anh em cần một cái con máy hàn mà nhỏ gọn này, nhẹ nhàng này, đeo được lên vai để làm việc ở trên cao thì anh em có thể lựa chọn cho em cái con máy hàn Kenmax này. Cái con này thì nó sẽ có thiết kế cái chiều dài là 20cm nha, chiều cao 15cm và chiều rộng thì là 10cm. Nó có một cái quai sách như thế này đi theo cho anh em này. Đây, và phía sau thì nó còn có công tắc tắt mở và có quạt nằm mát như thế này. Với cái con máy hàn này thì nó sẽ thiết kế đi theo là dây hàn, kìm hàn, kẹp mát là sẽ đầy đủ như thế này cho em nha. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 899.000 đồng. 899.000 đồng để sở hữu được một con máy hàn, hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Một cái mức giá siêu siêu hấp dẫn để dành tặng cho những anh em nào mình đang trực tiếp theo dõi được cái video clip này. Đấy, đặt hàng thì anh em hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Đấy, hai đầu số điện thoại trên màn hình hoặc là cái phần tiêu đề, mình có thể liên hệ, mình alo hoặc là nhắn tin để mình có thể lên đơn hàng thành công. Và nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm. Chốt đơn gọi cho em là máy hàn Kenmax nha. Đấy, phụ kiện thì đi theo rất chi là đầy đủ như thế này. Hàng công ty, hàng chính hãng, anh em mình được dùng thoải mái, là được bảo hành trên toàn quốc tới 1 năm. Đấy, bảo hành rất chi là dài hạn. Và cái sản phẩm này cứ bao xài cho tất cả anh em nha. Cứ hàn que 2 ly rưỡi là từ sáng đến tối. Còn que 3 ly 2 là mình có thể chấm tỉa được 1-2-3 que, mình vẫn cứ hàn ok. Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng mà giá rẻ nha. Số lượng là hôm nay là số lượng có hạn, nên là anh em nào chốt đơn thì mình chỉ cần nhanh tay là sẽ có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này.